Đây là bệnh nhân nam trung niên, thì bệnh nhân đã có tình trạng động kinh từ nhiều năm nay và hiện tại là đang dùng 3 loại thuốc nhưng không kiểm soát được cơn động kinh. Và người nhà và người bệnh đều rất là lo lắng mỗi khi mà người bệnh có cơn động kinh. Thì chúng ta thấy rằng cái khi mà bệnh nhân rơi vào cái cơn động kinh thì rất là nguy hiểm, có thể ảnh hưởng cả tính mạng hoặc thậm chí là đột tử. Vừa rồi là những hình ảnh từ phòng phẫu thuật động kinh bằng phương pháp kích thích não sâu, còn gọi là DBS. Ca phẫu thuật được truyền tín hiệu trực tiếp đến Hội nghị phẫu thuật điều trị động kinh năm 2024 vừa diễn ra tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị khoa học thường niên của Trung tâm Khoa học Thần kinh, thu hút nhiều chuyên gia thần kinh hàng đầu trong nước và quốc tế tham dự. Với chủ đề các tiến bộ trong khoa học thần kinh và ứng dụng lâm sàng năm 2024, hội nghị không chỉ là dịp để các chuyên gia y tế cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn đánh dấu những bước tiến mới trong việc ứng dụng các phương pháp điều trị thần kinh hiện đại vào lâm sàng tại Việt Nam. Tại hội nghị, các chuyên gia đã trình bày các nghiên cứu mới về công nghệ CT và MRI thế hệ mới giúp cải thiện đáng kể khả năng chẩn đoán và điều trị đột quỵ. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung vào hai bệnh lý thần kinh phổ biến nhất ảnh hưởng đến người cao tuổi là các rối loạn vận động như Parkinson và các bệnh lý liên quan đến sa sút trí tuệ như Alzheimer. Qua đây thì tôi nghĩ rằng là mỗi người sẽ lấy được một chút xíu kinh nghiệm để đem về cái nơi của mình và biến cái kiến thức thành cái kỹ năng và biến cái kỹ năng thành cái thái độ để làm sao để phục vụ được cho cái người bệnh một cách tốt nhất. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của hội nghị lần này là ca phẫu thuật thị phạm đầu tiên về điều trị động kinh bằng phương pháp kích thích não sâu. Người bệnh là nam, 42 tuổi, quê Nghệ An, có triệu chứng động kinh hơn 10 năm nay và đang điều trị hai loại thuốc chống co giật với liều tối đa. Tuy nhiên, người bệnh vẫn có 3-4 cơn co giật cục bộ toàn thể hóa mỗi tháng. Đây là cái ca mổ đầu tiên ở Việt Nam. Thì chúng tôi cũng mong muốn là đem đến cho người bệnh của chúng ta cái lợi ích tốt nhất trong cái điều trị động kinh kháng thuốc. Thì đây là một cái kỹ thuật là chúng ta sẽ cắm hai cái điện cực vào não của người bệnh và sau đó sẽ được kết nối với cái bộ phận phát xung đặt ở ngực. Thì người bệnh sẽ trải qua một cái cuộc mổ khá là kéo dài. Đầu tiên là chúng tôi sẽ cho người bệnh xuống phòng mổ để gắn khung định vị. Sau đó là chúng tôi sẽ đưa người bệnh đến xuống phòng CT, chụp hình CT và sau đó là sẽ kết hợp lại với cái hình MRI trước mổ và sau đó chúng ta sẽ có được cái tọa độ mong muốn, chúng ta đặt được một tạc ghép đúng vào cái vị trí tức là nhân trước của đồi thị và sau đó thì chúng ta sẽ ứng dụng những cái công nghệ mới từ phía bên công ty Medtronic để làm sao cho cái tạc ghép của chúng ta cái điểm vào mà mong muốn để kiểm soát cơn động kinh cho người bệnh đặt đúng vị trí thì sau đó thì bác sĩ nội thần kinh và ngoại thần kinh sẽ tiếp tục theo dõi để kiểm soát cái cơn động kinh cho người bệnh. Liệu pháp kích thích não sâu là một phương pháp mới và hiệu quả trong điều trị động kinh, đặc biệt là với những người bệnh không đáp ứng với các phương pháp điều trị khác. Liệu pháp này đã được chứng minh có thể giảm 75% tần suất co giật sau 7 năm điều trị và 20% người bệnh đã không còn co giật trong ít nhất 6 tháng.